Xin chào các bạn, bây giờ mình đang đứng trước một cái công viên là hoa hồng. Công viên hoa hồng này ở cạnh một gần khu chung cư của Hàn Quốc. Đây là công viên công cộng không? Họ trồng hoa để cho mọi người ngắm thôi. Bây giờ mình vào ngắm hoa, cứ thế vào ngắm hoa thôi, không mất tiền đâu các bạn. Đây, hôm nay hoa nở nhiều lắm, rất là đẹp. Bên kia là cái bờ tường hoa này. Bây giờ mình vào mình quay cho các bạn xem nha. Phía kia là bờ tường hoa này, kéo dài tít ra đằng phía đằng kia kìa. Đủ đủ màu sắc luôn các bạn nha. Hôm nay trời mưa cũng rất nhiều người đến chụp ảnh. Bây giờ mình đi một vòng quanh công viên này cho các bạn xem nhé. Hoa nở đẹp không? Đấy. Thật đẹp nha. Bây giờ mình sẽ đi vào chỗ trung tâm của công viên. Cột hoa đấy. Bông hoa to đủ màu sắc. Hoa tuyệt đẹp. Hãy
몇가 그린 대로 나 안 그래도 경사리 볼 거면 보고 싶으면 hoa hồng mới nở thơm lắm mà thơm bát ngát mùi thơm. Đây, chỗ này đây là rối này, đây là một cái cổng bằng hoa này. Đi vào đây. Cái khóm bông hoa, cái chùm hoa tuyệt đẹp. Mời quý vị và các bạn trải nghiệm ngắm hoa hoa hồng Hàn Quốc, cổng hoa. Ôi, chỗ này mới tươi rói rói này. Pinku Visu. Đủ các loại màu sắc. Mình đi ra đây. Chỗ này rộng lắm, kéo tít ra để tận đằng kia kìa. Chỗ này mới nở, đang nở đẹp tuyệt vời này. Tuyệt đẹp. Mama,
Đây là cái cổng chính để vào, cổng chính để vào công viên các bạn. Nên ngoài cổng có bán đồ ăn vặt, đồ ăn vặt xúc xích, ngô luộc xúc xích, thịt gà nướng, nước ngọt. Đây là phía ngoài này, phía ngoài cổng. Kéo tít ra mãi đằng kia kìa. Chủ này hoa đẹp. Hoa thật đẹp nhé. Thôi nha, xin chào quý vị và các bạn nha.